Anh cũng chiến thế, vợ sợ hết. Ôi hả? Chiến nó mà không đi đến 125 nữa chắc. Chắc nó làm loạn đúng không? Làm loạn thì cố gắng. Lần trước anh đi cắm đính, nó ra thứ 2 lần sau rồi chưa? Chưa. Lần trước anh đi cắm đính, nó ra thứ 2 lần sau. Thằng Chiến nữa đi khẳng định đúng không? Không đi đủ lắm. Nó ngay bảo là lấy được đi đó. Chắc là cháu nào sẽ coi trong giờ. Vừa vừa thôi, đứng sâu quá nhá. Xem sticker phải tăng không? Mày xem chưa? Xem rồi. Này vào cạo lên đâu đi không? Mày thì lại giống thằng Thuật đi. Xem rồi mày. Xem cái gì? Stick nó không phải tăng, cứ bắt tăng. Không phải tăng. Đã trúng đâu mà tăng. Hai anh em mày thì lười thôi. Đùa chú ra chú xem em phải tăng. Đứng ở lửa chừng em tăng. Đây là người hơi đau lưng. Bố ấy đổi thôi. Đi lấy đồ. Lấy đồ cái này. Mặt nạ này đưa cái tôi biết món thì mặt nặng nghe. Nửa sai cái này chứ chưa được quyền đéo lý do nó.